Đây là khóa học Unica. Các bạn có thể thấy khóa học này mình đã mua với số lượng rất là nhiều về các mảng như công nghệ thông tin, tin học văn phòng, thiết kế, marketing, kinh doanh khởi nghiệp. Mình có thể mở cho các bạn xem. Đây là khu vực mình để các file, các video về chương trình học công nghệ thông tin. Các bạn có thể thấy. Giả sử mình mở nhé. Trong này có các file về video hướng dẫn các bạn học chi tiết về các chương trình học, về lập trình, rồi là rất nhiều thứ mà các bạn cần được học. Tiền mà làm chủ. Đây là dạng sách khác